Trước đây thì mình cũng đã có làm một video chia sẻ với các bạn rằng là những ai nên cần một chiếc PC all rồi Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn nói về những cái trải nghiệm thú vị ở một chiếc PC như vậy Sau một khoảng thời gian cũng khá là dài mà mình chuyển sang PC All-in-One nhá Bởi vì chiếc MacBook thì mình đã chuyển sang mấy anh em editor dùng luôn rồi Nên là thành ra lên công ty thì mình chỉ dùng PC all one thôi Vậy thì nó có trải nghiệm gì hay và đâu là những điểm mà các bạn sẽ cần phải lưu ý Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nhá Điểm thú vị đầu tiên của PC all one đó là sự tiện lợi Đến công ty phát là bạn có thể ngồi vào làm việc được luôn chứ không phải là như trước kia cắm dây sạc cho laptop rồi xuất ra màn hình này nọ. Tương tự thì nếu như mà các bạn có một bộ PC all -in one ở nhà thì về nhà cái là các bạn có thể là mở lên và làm việc được luôn. Mà thường bây giờ khi mà mình sử dụng PC hay là laptop ý, thì mình cũng không có nhu cầu cần thiết là phải shut down nữa Và chủ yếu thì mình sẽ để ở chế độ sleep và máy nó đã luôn sẵn sàng ở đó để mà mình có thể là ngồi vào và bật lên làm việc được ngay vào luôn Ngày xưa dùng PC là hay phải shut down lắm thì thứ nhất là thói quen và thứ hai nữa ấy, đó là những cái chiếc PC to hơn nó sẽ có những tiếng ồn của linh kiện phát ra Ví dụ như là tiếng quạt này hay là tiếng ồn của một linh kiện nào đó chứ nó không yên tĩnh được một cách tuyệt đối được Nhưng mà chiếc PC OLED One này nó hoạt động rất là yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động gì phát ra cả Nên mình thấy rất là không cần quá quan trọng việc phải tắt máy đi nữa Đến công ty hay là về nhà cái là nhảy và làm việc được ngay vào luôn Còn nếu như mà muốn tiện hơn nữa thì các bạn cũng có thể là vào setting của Windows, cài đặt liên kết với cả điện thoại thì bây giờ khi mà bạn cầm điện thoại đi đâu đó thì PC nó sẽ tự khóa và vào chế độ sleep nếu như mà bạn không dùng máy nữa. Mình chỉ hơi tiếc là phiên bản mình đang có ở đây nó lại không có cảm biến tiệm cận để mà nhận biết được rằng là khi nào mà mình đến gần và ngồi vào bàn làm việc ấy thì nó sẽ tự động mở khóa mà nó sẽ chỉ có mỗi webcam mà thôi. Mình có tham khảo qua thì Asus cũng có phiên bản modem cao cấp hơn là A5 sẽ có cảm biến tiệm cận và mở khóa khuôn mặt thông qua Winner Hello. Còn phiên bản này của mình nó sẽ chỉ có mở khóa pin thôi nhá. Thực ra thì những cái này kể ra nó cũng không có gì là to tát lắm đâu. Nhưng mà mình nghĩ rằng là đã qua cái thời mà chúng ta cứ chỉ chăm chăm nói về hiệu năng hiệu năng hiệu năng rồi Và suy cho cùng thì hiệu năng nó cũng sẽ chỉ là một trong những yếu tố đóng góp vào trải nghiệm người dùng cuối mà thôi Và những gì mà mình vừa chia sẻ nó cũng đóng góp để mà tạo nên những cái trải nghiệm của người dùng nó rất là tốt Và sự tiện lợi ngồi và phát là làm việc được luôn là một trong những thế mạnh của những chiếc PC all one như vậy rồi, một điểm tiện lợi nữa của những chiếc PC in One ấy, đó là nó đã có sẵn đầy đủ linh kiện luôn rồi và bạn sẽ không phải mua thêm bất kỳ một thứ gì cả. Như một chiếc PC thông thường, thì bạn sẽ phải mua thêm webcam này, màn hình này, loa này, hay thậm chí là bàn phím chuột, thậm chí nữa là một số những dòng PC các bạn sẽ phải mua thêm adapter wifi và bluetooth cơ. Nhưng với cả một chiếc PC OLOAN như vậy, cái tên của nó đã nói lên tất cả rồi. Nó có đầy đủ mọi thứ trong một thân hình rất là nhỏ gọn để mà bạn có thể làm việc được luôn. Nó cũng có bàn phím và chuột đi kèm nữa nha. Chất lượng thì đúng kiểu đó cho nhu cầu làm việc văn phòng thôi chứ không so được với cả những anh em chơi phím cơ đâu. Nhưng mà bù lại nó lại có đầy đủ phím tắt, ví dụ như là bật tắt mic này phím tắt lọc tiếng ồn này hay là tăng giảm âm lượng, tăng giảm độ sáng màn hình, khá là tiện lợi đúng không ạ? Về mặt không gian thì ở đây cũng là một điểm cộng. Nó nhỏ gọn và trông nó có khác gì so với cả một chiếc màn hình thông thường đâu đúng không ạ? Ba viền nano edge ở phía trên nó rất là mỏng. Và với thiết kế này thì bạn cũng có thể dễ dàng setup thêm một cái màn hình nữa ở bên cạnh mà nhìn setup tổng thể trông nó cũng không bị lệch tông. Chứ như iMac thì do thiết kế của chúng nó đã quá là đặc trưng rồi nên là chỉ dùng duy nhất được với cả một cái máy đó mà thôi và đó là những cái điểm mà đối với cả một người dùng cơ bản như mình cảm thấy rất là hữu ích đối với cả một chiếc PC all như vậy. Còn ngoài ra thì nó cũng sẽ có những điểm mạnh khác mà phù hợp cho môi trường doanh nghiệp, ví dụ như là tính ổn định cao này và chế độ bảo hành rất là thuận tiện như là bảo hành tận nơi trong vòng 2 năm luôn nhé. Nó sẽ giúp giảm thiểu công sức cũng như là thời gian của người dùng nếu như mà chẳng may có sự cố gì xảy ra. Còn điểm mà các bạn sẽ cần phải lưu ý ở đây đó là khả năng nâng cấp. Chiếc máy này nó sẽ không nâng cấp được RAM và bạn sẽ phải chọn rất là kỹ ngay từ ban đầu nhé. Tương tự với cả những linh kiện khác, ví dụ như là CPU thì các bạn cũng sẽ phải chọn rất là kỹ. Như bộ mà mình đang có ở đây nó chỉ được trang bị em Ryzen 3 7320U 4 nhân và 8 luồng mà thôi. Đây là một con chip tiết kiệm điện sử dụng kiến trúc Gen 2 cũng đã khá là lâu rồi. Nó vẫn đáp ứng được những tác vụ văn phòng cơ bản nhé, hay là nó vẫn phù hợp với cả những công việc liên quan tới tiếp tân, giáo viên hay là các nhu cầu học tập của bạn học sinh sinh viên. Còn nếu như mà có nhu cầu nặng hơn liên quan đến kỹ thuật một chút thì các bạn nên chọn những dòng máy mà có cấu hình cao hơn. Một điểm mà mình cũng chưa ưng nữa của dòng PC này của Asus đó là phần chân đế nó lại không thể nâng lên hạ xuống được các bạn sẽ chỉ có thể xoay màn hình ngửa lên hoặc là ngửa xuống mà thôi nên là mình thường xuyên phải kê thêm một cái kệ nữa để mà không bị cúi đầu xuống quá là sâu còn webcam ấy thì cái phần khung này của nó khá là lớn và mình đã kỳ vọng rằng là với một cái phần khung lớn như vậy thì cái webcam bên trong nó cũng sẽ phải xịn hơn rất là nhiều so với cả thông thường nhưng mà chất lượng webcam ở đây nó vẫn sẽ chỉ là 720p mà thôi Thực ra thì nó vẫn ổn và vẫn có trải nghiệm là khá là tốt so với cả rất là nhiều loại webcam 720p mà mình thường dùng ở trên laptop Nhưng nó vẫn chưa được lên Full HD đâu Muốn có chất lượng hội thoại tốt hơn nữa thì bạn có thể kết nối thông qua điện thoại và dùng luôn chính camera của điện thoại thông qua ứng dụng My Asus nha. Còn lại thì các thành phần khác thì mình thấy rằng là nó đều có chất lượng là khá là ổn so với cả mức giá. Ví dụ như là combo mình đang có đây có một giá vào khoảng là hơn 13 triệu thì màn hình của nó đi, nó được trang bị tấm nền Full HD IPS trên kích thước là 24 inch và độ bao phủ màu đạt 100% sRGB luôn nhá. Chỉ có độ sáng sẽ dừng vào khoảng là 250 nits mà thôi. Thì nếu như mà bạn nào mà ngồi đối diện với cả khu vực nào mà gần cửa sổ ấy thì nó sẽ hơi khó như một chút còn ví dụ như là mình đang ngồi ở đây có hai cái đèn rất là lớn nó hắt vào nhưng mà nhìn nó vẫn rất là ổn và nói chung là các bạn dùng trong môi trường văn phòng bình thường ấy thì là hoàn toàn vô tư với điều kiện là lúc nào cũng sẽ phải bật mắc sáng là 100% phần <laughs> trăm ngoài ra thì ở loa cũng là một điểm cộng nhá và bạn hoàn toàn có thể xem phim hay là thưởng thức âm nhạc bằng chính hệ thống loa này luôn nha nó có bass sẵn hoi và nó chắc chắn là không bằng được so với cả những hệ thống loa rồi rồi nhưng mà chất lượng của nó thì vẫn là vượt xa so với cả những hệ thống loa ở trên laptop nha Kết nối nó cũng được trang bị khá là đầy đủ, có cả khe thẻ SD phía bên dưới có bốn cổng A phía sau, một cổng C, một cổng mạng LAN và hai cổng HDMI. Trong đó thì có một cổng HDMI out để mà bạn có thể là xuất ra một cái màn hình rời nữa và cũng có một cổng HDMI in để mà ví dụ như là các bạn đang có một chiếc laptop và có thể là xuất ra và sử dụng nó như là một chiếc màn hình thông thường. Rồi và đó là những trải nghiệm mà mình thấy rằng là thú vị cũng như là những điểm mà các bạn sẽ cần phải lưu ý về những chiếc PC Only One như vậy. Ở đây thì có anh em nào mà sử dụng PC Only One hay là không, các bạn sử dụng với mục đích gì và trải nghiệm ra sao thì hãy cùng chia sẻ phía bên dưới nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.